Để khắc phục tình trạng nhiều bệnh nhân tới các cơ sở y tế khám chữa bệnh phải đợi, xếp hàng bốc số cả ngày vẫn chưa tới lượt, thì nhiều bệnh viện tại TP.HCM đã áp dụng giải pháp nhận hẹn trước giờ khám bệnh qua điện thoại, giúp người đến khám chủ động thời gian và giảm những thủ tục phiền hà không cần thiết. Theo đó, để thực hiện biện pháp này, các bệnh viện liên kết với tổng đài 1080. Người bệnh gọi đến tổng đài và cung cấp thông tin như là họ tên, năm sinh, triệu chứng bệnh. Người tiếp nhận sẽ ghi nhận và đưa ra ngày giờ cụ thể để người đăng ký sắp xếp đến khám. Vì mới triển khai nên có bệnh viện áp dụng đặt hẹn khám bệnh cho tất cả các trường hợp, cũng có bệnh viện chỉ đặt hẹn với người tái khám. Như là Bệnh viện Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy áp dụng hẹn trước với cả bệnh nhân thông thường và người có thẻ bảo hiểm y tế, giá khám giống nhau tùy chuyên khoa. Còn Bệnh viện Nhân dân 115 giá khám theo yêu cầu có hẹn trước qua tổng đài dành cho người không có bảo hiểm y tế là 120.000 đồng một lần, có bảo hiểm y tế đúng tuyến từ 25.000 đến 40.000 đồng một lần. Bệnh viện Nhi đồng 1 thì áp dụng việc đặt hẹn khám bệnh qua tổng đài là dạng dịch vụ.